Mở cái iPad đi. iPad đâu rồi? Này màu đỏ nha, màu đỏ, màu này là màu Camaro, mấy cái màu này nó đỏ tươi đẹp, lông rất lông à. Cái màu đỏ tươi ha, mình làm cái để nó khô mình đập ha. Con đang làm cái gì? Thôi tối về làm đi. Con mới đi mượn cái iPad để đọc comment nè. Màu đỏ ha. Thank you. Xin chào cả nhà nha, chào anh chị em. Ok, nhớ màu đỏ. Màu đỏ làm ombre. Tới ngày màu đỏ hèn chi anh không nói gì hết. Chưa, tại chưa nói thôi. Đợi vô đông thì nói nè. Giờ hỏi đi, nói nè. Ok, tâm muốn nói gì? Nói nữa là tớ... đang đắp màu đỏ nha. Nói là cho môi thành màu đỏ luôn á. Okay. Cười gì, ai cười đó, ai cười tôi gì á, bấm cười gì á, nói xấu tôi hay sao cười. Ừ. Màu đỏ phải ombre với màu gì? Hello, chào Linh Huỳnh. Chào. Chào cả nhà nha. Chào tất cả mọi người. Hôm nay neo ế sao vô coi đông dữ vậy ta. Hôm nay chắc ế nhẹ quá. Giống tôi nè.
rất là phong phú. Tâm đỏ là phong phú gì em? Tâm đỏ là chỉ có phong đồng gánh thôi chứ phong phú gì. Cuối tuần mà ế chảy nước luôn kìa. Chảy nước gì nói rõ nha, nước mắt hay là nước gì mà nói cho rõ nha. Nói mà nói nửa chừng vậy tôi ngại lắm, tôi hay nghĩ bậy, cứ nói tầm bậy không mà, cứ nói cho tôi nghĩ bậy không mà. Nước gì nói. Ế mà chảy nước gì, chảy nước gì, chảy nước mắt hả? Hay là chảy nước gì nói nghe coi. Lớp màu đỏ trước. À, xe này xích chơi màu nổi lắm. Ra đưa vô cái móng á, mình vũa lại rồi nha, cái móng mình vũa lại là mình đưa vô rồi nha, đưa rồi mình đắp vô cái móng, đừng có để cho nó tràn ra bên hai bên ha. Móng của mình là mình phải đắp trước, trước khi mình đắp là mình phải vũa, vũa trước cho nó, cho nó ngay. Ok, tùy đại ca muốn nghĩ nước gì cũng được. Hey, how are you? Good. Can I help you? I'm looking for a pedicure. Pedicure? I think almost done, chưa nhung? Okay, about 10 minutes please. We okay? Thank you. Pick your color. Okay. Đỏ này đỏ tươi luôn á. Đỏ này mà đưa cho tâm đỏ là thành là đúng luôn á tâm đỏ. Cho em hỏi anh dùng bột gì mà màu đẹp thế anh? Ồ, bột màu này ha, màu này anh sẽ đưa cho em coi màu gì ha, của ai ha. Cái này là của anh tình yêu. Đó, của anh tình yêu, thấy chữ tình yêu nằm dưới không? Màu này là màu Camaro. Vuốt từ từ cho nó ra, cho nó đẹp. Vừa nói chuyện vừa tám nó còn lâu nó cũng khô. Vuốt. Anh tình yêu không có giá. Không có già mà nghe giọng sẽ tưởng anh già rồi. Anh đâu có trẻ đâu em, năm nay anh cũng già rồi. Năm nay anh 28 tuổi rồi. Sắp nửa đời người rồi em. Cái nhiều khi cái giọng vậy đó, chứ mà ở trong nó còn power lắm em. Thì cứ vuốt vuốt rờ rờ biết mà sao nó khô được. Trời sao thích ta, nghe cái câu này nghe thèm dễ sợ luôn nha. Nghe mà khoái luôn. Nghe khoái luôn rồi nha. Nghe cái này vuốt vuốt sờ sờ là sao nó ra nó khô được. Đúng rồi. Nó ra đúng luôn á. Đúng tâm lý luôn. Nói cho mấy cái màu này khó làm ombre lắm, nhưng mà phải lựa cái màu ha, màu đỏ phải lựa mấy cái màu là nó cho nó đẹp, cho nó thích hợp để làm ombre ha. Mấy cái màu này mình muốn làm ombre đẹp phải có những cái màu khác, cái màu nó phải làm cho hai cái màu nó nổi bật, nó không nó đi nó hợp cho nhau nó mới đẹp ha. Màu đỏ đừng. See you more than you don't want to do right now or no? No. Tomorrow about like 9:30. 9:30? Yeah, we open 9:00, but you come 9:30, okay? Okay. All right, I'll see you tomorrow. Bye bye. Come on, baby. Bye, boy. Bye. I'll see you later. Đó, cho nên mình phải vuốt từ từ. Đó, mình vuốt từ từ để chi? Để hồi tí mình vuốt đỡ cực. Nhớ nha. Ôm rê hay bất cứ gì mà cái gì cũng vậy, cũng làm từ từ tốn, tại mình làm lẹ quá, bột nó đang còn ướt á, mình vuốt nó đi hết à, nó chảy xuống dưới hết, nó đâu có bột chín trên móng đâu, đúng không?
Thế nhớ cục bột một màu cho món cá thì mình lấy nhiều nhiều một chút. Ok. Đẹp nhức nách luôn. Cái gì? Em nói gì? Hồi gì? Hồi xưa thấy hết lắm, giờ đỡ rồi, làm sao không hiểu. Nói gì mà anh không hiểu. Hai đứa cứ chà đập nhau, ai vậy ta? Ngọc Trâm là ai vậy? Ok, vuốt vuốt, đập đập, ok, vuốt vô. Ok, giờ mình làm màu ombre ha. Màu này là màu đỏ. Màu đỏ ha. Nó tên là gì đây? Iscamero O8. Ok. Ok, bây giờ mình làm cái màu này là cái màu, nó kêu là cái màu màu brown. Ok, màu brown đi chung với màu đỏ. See. Ok, mình lấy cái màu mà mình đi chung với màu đỏ ha. Cái màu brown này là mình lấy một cục nhỏ thôi nè, thấy không? Thấy nhỏ không? Mình bỏ hết nguyên móng luôn nha. Ha, mình lo cái kia đi cò trước, từ từ. Cái này là phải đắp một cục nè. Mình vuốt xuống, ok. Mình vuốt xuống, thấy chưa? Thấy không? Đó. Cho có thấy rõ không ta? Để mình dâm nó ra cái, mình zoom nó ra. Cho mình zoom ra cho nó thấy rõ, nó mới thấy rõ được. Thấy không ta? Thấy không? Để mình lấy thêm cục chút xíu nữa, ok. Thấy không? Thấy rõ không? Có thấy không ta? Thấy mà, phải không? Trời ơi, thấy đẹp luôn á. Nhớ nè, chút xíu thôi nè, lo kia tôi cờ bên trong luôn. Tại vì mấy cái màu này màu đậm, mình không có sợ. Cái vuốt nè, cái vuốt nè. Đó, vuốt. Mẹ chồng nói với thằng Mỹ bữa tới ăn bún bò. Ờ, phải nó không? Nó đổi hình rô ra. Hiền gì tới nó sao lạ, dễ sợ luôn. Ngọc Trâm này thì phá dễ sợ. Phá sư phụ quá, chịu không nổi. Học sinh này nó phá sư phụ lắm. Cái cục thứ hai bỏ lên vuốt cho nó đậm nè. Đó, thấy chưa? Màu đẹp tuyệt vời luôn. Chà, rõ lắm. Đại ca ưu, quá đẹp. Yeah, đẹp mà cố luôn. Lấy một cục thôi, bỏ sát. Tại cái màu này nó màu đậm nha. Nhớ lấy một cục nè, bỏ sát critical nè. Lo critical trước, rồi vuốt xuống nè. Thấy không? Vuốt xuống nè, lo critical nè, vuốt xuống nè. Đó, vuốt cho nó đều cái tay nè. Đó, đừng có để cái cọ nó. Tại cái màu này nó đậm á, mình phải đừng có vuốt như vậy. Mà mình để luôn cái cọ nằm yên luôn, mình vuốt. Đó, ok, nhớ không? Đây là những cái màu mà cần phải để nguyên cái cọ vô trong đây nè. Đó, thêm một chút xíu nè, thấy tình yêu vuốt không? Tình yêu không có dở cái cọ lên, mà tình yêu kéo. Thấy không? Nhớ không? Tại vì mấy cái màu này, mấy màu đậm nó khó làm ombre lắm, cho nên mình phải làm cho nó loang ra. Thì mình muốn loang ra thì mình kéo nhẹ nó xuống. Ok. Beautiful luôn á. Thấy cũng bình thường thôi. À. Thì anh cũng bình thường thôi em, đâu có gì ghê gớm đâu em. Đâu có gì ghê gớm đâu. Anh đâu có nói cái gì ghê gớm đâu mà bình thường. Thấy em hả? Ok, nhớ thêm cục nữa nè. Đó, nhớ thêm cục nữa nè. Vuốt nhẹ nè. Ok, vuốt nhẹ nè.
cái tay của mình đừng có vuốt, mà để cái cọ nó luôn, để cái cọ vô luôn, tại vì nó màu đậm á, không cần phải vuốt xa xuống đâu. Ok. Thấy không? Thấy nó đỏ không? Đẹp không? Bột của anh nó dẻo hả? Tại vì cái mình xài cái nước liquid này nữa em ơi, xài nước liquid của EME á, nó làm cho bột dẻo và nó không có thơm yellow nha. Cho nên mình mua mấy cái liquid của bột nó dẻo á. Liquid của EMA nó về xài bột nó dẻo lắm, nó dẻo cực kỳ, nó đẹp lắm. Nó làm cho bột dẻo mà nó không có turn yellow nữa. Ok. Thì hả? Ok, nhớ không? Thấy tình yêu vuốt không? Bỏ một cục thôi, ok. Bỏ một cục thôi, tại cái này màu nó đậm, không cần phải lấy hai cục. Ok, nhớ nha. Vuốt cái cọ, thấy cái cọ tình yêu không? Thì nên để cho tình yêu vuốt luôn, chứ tình yêu không có kéo. Tình yêu không có kéo như vậy, mà tình yêu bỏ vô. Đừng có nhúc nhích mà để luôn cái cọ vô đó luôn, kéo, thấy chưa? Thấy tình yêu giận không? Thấy mỗi cái màu nó mỗi khác nha, chứ không phải là cái màu đậm này á, nó cái màu đậm này là mình đừng có kéo mà mình vuốt nè, đó mình vuốt nó xuống, chứ mình không phải là mình kéo cái ào xuống vậy, mà mình kéo từ từ cho nó loang ra. Tại vì mấy cái màu này, mấy cái màu đậm nó không phải giống như cái màu lợp, nó dễ. Ok nha anh chị em, nhớ không? Phòng Texas USA hả? Anh cũng phòng Texas USA nè em. Chúng mình là neighborhood. Ok, nhớ nè, đó mình bỏ lên một cục nè. Ok, mình bỏ lên một cục nè, mình lo critical, tại cái bột này nó có những cái chất kim tuyến trong đây á, nó làm cho lâu khô lắm. Ok, cho nên mình lo critical, mình vuốt xuống. Mình lo critical, mình vuốt xuống. Nhớ vuốt cái cọ để yên nha, đừng có nhúc nhích cái cọ mà vuốt là phải vuốt hết luôn. Đó, sau là mình lấy thêm một miếng nữa, một chút xíu nữa mình bỏ lên. Đó, mình vuốt cái cọ mình để yên nè, vuốt cái cọ mình để yên. Thấy chưa, là nó ra nó loang ra mới đẹp được, thấy rõ không? Em ở Florida à. Ok, Florida cũng neighborhood luôn, hơi xa chút, nhớ bỏ vô một cục nè. Ok, xong rồi mình kéo cái cọ của mình để yên luôn nha, để yên luôn, mình đừng có dở lên, mà mình để yên cái cọ mình kéo luôn. Okay, mình kéo cái cây cọ của mình kéo, mình để yên luôn, thấy không? Khi mình để yên á, cái màu đậm á, nó mới loang ra được chứ con. Thấy rồi, nu vô rồi đó. Cho nên anh chị em á, nhớ cố gắng mấy cái màu này nó lạ, nó khác biệt với người ta, đó là cái màu này nó đậm mà cái đỏ nó cũng đậm luôn, thì mình phải làm sao mỗi cái ombre nó khác nhau nha, chứ không có giống nhau. Không, lo critical là mỗi khi là tình yêu vuốt xuống liền, gì là tình yêu vuốt nè, tình yêu lo critical trước nè, tình yêu vuốt nè, tại cái màu nó màu đậm, cho nên mình đừng có sợ. Ok. Rồi mình cho thêm chút xíu nữa nè, mình đốt bỏ đây nè. Chút xíu thôi nha, chút xíu là lo cái kia đi cò vuốt. Đó, mình vuốt nè. Thấy cái màu gì cho nó ra đẹp lắm. Đẹp lắm nha. Ok. Ok, rồi sau cùng là mình bỏ một lớp bột lia lên nha. Ok. No, I file them up, don't worry about that. Yeah. Nhớ sau cùng là mình bỏ cái lớp bột clear lên nè. Ok. Cái clear powder lên nha. Cái clear powder. Nhớ lúc nào bỏ cái clear powder là nó nổi màu lên nè. Như cái màu này là mình phải bỏ hết nguyên móng nha. Cái này là phải bỏ hết nguyên móng. Ít thôi, mỏng thôi, không cần dày. Nhưng mà mình phải bỏ hết nguyên móng. Tại vì sao?
cái màu này mà nó dũa ra đó mà không bỏ hết nguyên móng á, mình khô vừa cái ombre á là bảo đảm luôn, dũa ra nó giống như chó đốm vậy đó, nó bị lòi, nó bị rớt cái móng á, cái màu ra nó giống như chó đốm á, hiểu không? Cho nên mình phải bỏ hết nguyên móng đó, phải nghe lời tình yêu nha, cái này là phải bỏ hết nguyên móng, tại vì cái màu này á mà không bỏ nguyên móng á là khi mình dũa nó văng cái bột ra là nó đốm 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 liền, nó không có còn ombre nữa mà nó ra hai màu, nhớ không? Đó, mình phải bỏ hết nguyên cái móng xuống đó, mình bỏ nhưng mà mình vuốt cho nó mỏng thôi, không cần dày đó, mình mỏng thôi, tại vì mấy cái màu này mình vuốt như mình giữ như vậy nó phải giữ được cái màu của nó từ trên xuống dưới luôn, thấy không? Ok, nhớ không? Đó, bên góc nó thiếu nè, cho nó một chút nè, bên góc này nè, rồi xong, nhớ không? Phải phủ từ trên xuống dưới nha, đừng bao giờ phải nghe cái, tại vì cái ombre nó cần phải có kinh nghiệm để làm ombre nó đẹp, anh chị em hiểu tình yêu nói không? Cái vấn đề ở đây á, ai làm ombre cũng được, nhưng mà mỗi cái làm ombre nó phải khác biệt cái chỗ nào là cái màu đậm và cái màu lợt nó khác, cho nên anh chị em phải hiểu được cái ombre làm sao cho nó đẹp. Tại vì cái màu đậm á mà anh chị em mà không có bỏ bột ly lên, em chị em mà dũa nó văng cái này ra nó sẽ đốm 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 ở đây. Cho nên tại sao tình yêu mới nhắc anh chị em là phải cố gắng làm sao để làm ombre màu đậm nó như thế nào để ra nó đẹp. Ok, đó là cái phương thức mà tình yêu muốn truyền lại cho anh chị em những cái kinh nghiệm đó. Tại vì anh chị em cứ nghĩ là nó màu đậm không sao hết, nhưng mà khi mình dũa đó nó mới bắt đầu nó có những cái hiện tượng khác. Là tại vì sao? Cái hiện tượng là khi mình dũa cái màu đậm mà nó lỡ tay mà nó văng cái bột này ra, nó sẽ thành đốm 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 đốm, nó rất là tắc cười, nó nhìn rất là xấu. Cho nên mình phải đắp bột lia lên đây là vậy đó. Cho nên mình mất chút thời gian nhưng mà bàn tay của khách hàng ra nó đẹp nha. Có những cái tình yêu chỉ nói là tại sao tình yêu kêu phớt qua thôi, là tại vì sao cái màu đó nó không có bị, nó không có bị giống như cái mấy cái màu này. Cho nên tình yêu mới kêu là đắp bột clear lết phết qua thôi. Còn cái này tại sao tình yêu đắp nguyên móng? Là tại vì nó có những cái trường hợp khác nhau, cho nên anh chị em phải làm theo đúng cách để cho cái bộ nail nó ra đẹp. Giống như anh chị em thấy không, hồi sáng nay tình yêu làm cái màu vàng với cái màu đó là cái màu đậm, thấy không? Nhưng mà mình phải biết cách làm thì nó mới ra đẹp được. Hả? Nếu mà mình không làm đúng cách á, mình làm nó sẽ ra xấu quắc. Tại vì cái đó mà mình không bỏ bột lia lên á, là mình dũa ra nó ra cái màu vàng với cái màu đậm, nó ra nó đi nghịch với nhau, làm sao nó ra được. Cho nên mình phải biết cách làm thì nó mới ra đẹp được. Ok, lãnh lương rồi đặt hàng thêm đầu dũa. Thôi chị Kim, chị phá em hoài chị Kim. Trời ơi, bà chủ lớn mà cứ phá hoài chị Kim ơi. Nhớ nha, nhớ cái gì mình dặn, nhớ tình yêu đã chia sẻ những cái kinh nghiệm này, thì anh chị em nhớ cố gắng làm sao để mình về mình làm cho tiệm mình nó better hơn và cái tay nghề mình nó tốt hơn. Là những cái thứ này nè, đó là những cái kinh nghiệm, những cái thứ kinh nghiệm này nó mới quan trọng. Thật sự ra làm nghề lâu năm như tụi em là bây giờ chỉ dùng cái kinh nghiệm thôi, chứ làm đẹp chưa chắc làm đẹp bằng mấy em trẻ trẻ đâu nha. Mấy em trẻ trẻ giờ làm design rồi ghê gớm lắm, nhưng mà kinh nghiệm thì chưa có, phải ráng học thêm kinh nghiệm. Ta nói rừng càng già càng cây mà, đúng không? Cho nên mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đến cho những anh chị em cần thiết. Đó. Hai anh yêu, I love you baby. Về tắm rửa sạch sẽ đi em. À, về tắm rửa sạch sẽ đi anh. Tối anh về, hai đứa mình đấu kiếm. Thấy không? Nhớ không? Tình yêu tại sao tình yêu vuốt từ trên xuống dưới? Đó là những cái phương thức mà tình yêu muốn chia sẻ nha. Nhớ những cái gì mà tình yêu nói là phải làm y chang như vậy thì màu nó ra nó mới đẹp được. Tại vì hai cái màu này nó tương tự với nhau, khi mình vuốt xong rồi mình bỏ treo lên nó mới biết được cái màu nó ra như thế nào nó đẹp. Ok. Không có dày đâu em, cái này không có dày đâu em, tại vì anh đắp bột không có dày em, tí anh dở cho em coi ha, không có dày đâu, tại vì mình còn pha xuống mà em, dày cái gì,
Cái này mà dài gì chút Nhi Trần. Tại vì mình đắp bột á là mình canh theo cái móng. Ok. Chắc có lẽ là em nhìn trên mạng thì em nhìn từ trên xuống em thấy nó dày, nhưng mà thật sự nó không có dày. Mình phải canh cái móng để mình làm, chứ không phải là mình làm cho đây nó dày đâu em. Tại vì cái bột của anh đắp rất là mỏng, đắp rất là mỏng, rất là mỏng, không có dày. Ok, tí nữa thấy không? Bây giờ em coi nó đâu có dày đâu, nó đâu có dày đâu em. Thấy không? Nó đâu có dày đâu. Nó mỏng lét à. Tại vì anh làm vừa cái móng tay để anh canh, nó vừa đủ cái móng tay để anh làm thôi, chứ anh đâu có làm dày chi em. Dày mất công hồi anh vỗ thuốc cực. À, cọ thường thường á, mình lắp cọ số 14. Tại vì á, đây sẵn tình yêu chia sẻ luôn, cái cọ số 14 á là nó có đủ lực để cho mình kéo cọ cái bột. Nhưng mà có nhiều người họ xài số 12, số 10. Nhưng mà xài đối với những người mà mới vào nghề á, xài những cái cọ đó là họ xài không được, là tại vì nó quá yếu, cái lông của nó yếu. Tại vì cái lông nó nhỏ quá, nó không có đủ lực để nó kéo bột. Cho nên anh chị em mà xài mới vào nghề đó thì nên xài cái cọ 14 hoặc là cái cọ 16. Đừng xài bây giờ cái cọ, đừng bao giờ xài cái cọ 18 với số 20 nha, nó quá bự. Cái đó nó quá bự đối với những người vào nghề. Tại vì mới người vào nghề đó, mình cần phải có sự quen thuộc. Tại vì á, con người mà, con người thì thường thường nó hay theo cái thói quen. Ok, nó thành cái thói quen. Cho nên cái người khi mà làm quen rồi, giống như anh bây giờ anh làm cọ 14, móng dài anh làm cũng được, móng ngắn anh làm cũng được, mà móng to anh làm cũng được, đó là cái thói quen. Nhưng mà cái cọ 14, tại sao mình anh kêu nó làm cái cọ 14? Tại vì cái cọ 14 á, là mình đắp để mình thấy cái móng. Còn cái cọ bây giờ nói đơn giản, bây giờ mình nói cái cọ số 18, số 20 đi. Nè đó, bây giờ 18, 20 nó dày. Rồi sao mình lấy cái cọ mình đắp cho mình nó hết được cái móng. Hiểu tình yêu nói không? Nó che luôn cái móng, rồi sao mình thấy được mình đắp. Cho nên mình lấy bột cái cọ. Cái cọ là mình phải lấy cái cọ nó nhỏ, nó vừa đủ lấy bột để mình bỏ lên móng cho mình thấy đường. Đó, giờ mình lấy cục nhỏ gì mình bỏ lên là mình thấy đường nè. Thấy chưa, mình thấy không? Thấy đường cái móng, mình bỏ mình thấy đường, chứ mình bỏ nó chè bè ra đó là nó chảy tùm lum hết đâu được. Cho nên cái vấn đề là mình xài cái cọ mới vào nghề nên xài cái cọ 14 hoặc là cái cọ 16, là hai cái cọ đó tốt nhất. Tại vì nó đủ lực để cho mình kéo bột, và nó dễ thấy được cái móng quay của người ta. Cái móng tay của người ta, mình phải bỏ cục bột mình thấy cục bột. Còn cái móng tay, cái móng mà nó bự, cái cọ nó bự quá đó, mình lấy cục bột nó bự quá. Có nhiều người ta xài á, mình thấy rất là nhiều, có nhiều anh em xài cái cọ bự quá. Là anh em biết anh em làm cái gì không? Anh em đắp có một góc à, anh em dùng có cái góc để đắp à, chứ không phải dùng cái cọ nữa, mà dùng có cái góc của cái cọ để đắp là vậy nè. Có nghĩa là lấy cục bột lên, cái bỏ hướng này, bỏ lên đây thôi à. Còn cái này á, nó bự quá, nó đâu có bỏ vô đây được, mà nó bỏ vậy thôi à. Như vậy là có nghĩa là mình đã bị sai. Cho nên mình, nếu mà thật sự anh chị em mới vào nghề thì tình yêu muốn chia sẻ cái kinh nghiệm là nên xài cái cọ số 14 hoặc là xài cái cọ số 16. Ok. Chúc gì tiệm này ở Mỹ phải không? Dạ, em đang ở Texas chị. Em đang ở Texas. Ok. Nhớ không? Cục bột mình lấy mình bỏ lên là mình thấy được hai bên cái khía cạnh của nó. Mình bỏ lên nó đâu có chảy ra ngoài đâu. Cho nên mình chúa cái tay người ta xuống, nó không bị chảy ra ngoài. Tại vì mình lấy bự quá, mình đè xuống là đương nhiên nó bự quá, nó sẽ chảy ra ngoài. Cái gì cũng vậy thôi. Cái gì mà nó over thì nó sẽ đi ra over, mà nó vừa đủ thì nó sẽ không bị chảy. Vậy thôi, đơn giản thôi, mình cứ nghĩ đơn giản. Tại vì mình bỏ lên mà cục bột nó vừa thôi thì bảo đảm là nó sẽ không bị. Mà cái gì nó quá thì nó sẽ bị thôi, đúng không? Đó. Mà thậm chí ví dụ mình vừa như vậy mình kéo nó cũng lẹ, nó không có bị ảnh hưởng gì trong ra bên ngoài nhiều. Tại vì cục bột nó nằm trong móng, mình chỉ cần lên trên móng cho mình, đâu có cần nó bị ảnh hưởng gì để cho mình phải cực đâu. Cho nên anh chị em phải cố gắng xài cái cọ vừa cái tầm, là cái tầm số 14 hoặc số 16 là vừa tầm nhất hai cái cọ đó. Không phải là tình yêu bán cọ mà tình yêu nói đâu, mà tình yêu cứ để ý. Tình yêu để ý rất là nhiều. Cái điều đấy rất là nhiều, có nghĩa là anh em xài cái cọ nó quá bự đi, cho nên nó bị xài đắp bột gì mà nó bự dày, xong rồi anh chị em đắp có một góc dày rồi bỏ lên đây rồi dày sao làm.
sao làm được đó. Cho nên tình yêu mới nói là chia sẻ cho anh chị em là những cái kinh nghiệm là như vậy thôi. Cái cọ nó vừa phải đứng như vậy nè, nó thẳng đứng như vậy mình đắp nó thoải mái hơn. Nhìn móng tay ảnh là chắc là cắn chứ không phải cắt. Làm sao cắn, làm sao em? Cái này không phải là cắn, mà cái này là do cái do anh làm nghề á, anh làm nghề anh dũa nó ăn vô cái móng của anh thôi chứ làm gì có cắn em. Trời ơi, anh cắn cái khác chứ tội gì anh cắn cái móng anh chi nó đau. Cái anh cắn là anh phải cắn chỗ khác, anh cắn cái gì mà chỗ gì anh không có đau á, cắn cái gì mà cho nó phê á mới anh mới cắn. Ngu gì anh cắn chỗ tay ngón tay anh chi nó đau em. Đúng không? Giờ này chỉ có 6 giờ sáng bên này. Ok. Ồ, 6 giờ sáng bên em là bên anh mới có 6 giờ 15 chiều, 15 tối em, còn sớm. Không có cười nha, không có cười nha, không có cười, đang nói không có cười. Nói nữa tôi đố một câu nữa là chóng mặt luôn bây giờ á. Đố, đố anh chị em nè. Giờ hỏi đố anh chị em nè. Giờ đố trả lời giùm tôi đi. Là tại sao con gà trống nó không có cái tay? Hello Danny, how are you? Đó, ông mình vừa nói, mình vừa tám, mình đâu có hôm nay nêu vắn mà mình vừa làm vừa tám, tới 7 giờ mình đóng cửa mình về luôn. Cái ế hôm nay ngày mai mình lấy lại bù. Đúng rồi, con gà mái nó không có vú. Đúng rồi, chính xác luôn á. Sao giỏi vậy ta? Chắc cái này coi trên mạng quá. Đối cái câu này khó khó thì cái câu này nó dễ quá. Cái này là mình làm fill nha, không phải làm full set nha. Làm fill à, chứ không phải làm full set đâu. Ok. Cho nên mình phải vuốt cho nó đủ bột để nó khô vừa cái móng nè. Ok. Bây giờ rồi, xong rồi. Ok, xong rồi, giờ mình vuốt thôi. Mình vuốt ha. Thấy không, nó đẹp, hai cái màu nó tiệt với nhau, nó đẹp cực kỳ, đâu có gì đâu mà lạ, đẹp vô số đẹp luôn. Anh ở đâu vậy mà 6 giờ 15 giờ? Em đang ở Mỹ, em đang ở Texas. Giờ Texas là đang giờ này là 6 giờ 15 chiều. Ok. Theo như nếu mà ở giờ New York á, giờ New York giờ này là 7 giờ 15. Đơn giản thôi đúng không? Đó, bây giờ mình chỉ cần mình vuốt. Ok, nè, tại vì anh cái ngón tay này anh vuốt này nè em, nó văng nó cứa vô đây nè, chứ đâu phải là anh cắn móng tay đâu. Thiên Kim nói gì? Thiên Kim muốn nói gì nói đi. Tại sao con gà mái không có tay? À, tại vì ta con gà trống nó không có cái đó. Bó tay luôn. Thấy không, vuốt nè. Nhẹ thôi, đó, nhẹ nè. Thấy chưa? Nhẹ nhàng, tại vì mình đắp vô cái móng rồi đâu cần mình vuốt mạnh đâu, nhẹ nhàng thôi. Ok. Vậy Việt Nam 6 giờ sáng thôi. Có cái gì? Có cái gì thì tự biết nha. Mình là đàn ông mình phải biết nha, đừng có hỏi nha. Hỏi là nó tối nay về con gà mái nó thiến á. Nói chuyện là phải cẩn thận nha anh Thánh Quậy kia. Tối nay về tôi kêu Mimi thiến không bây giờ đó. Thấy không, khi mình đắp bột á, mình đắp bột xong rồi mình vũa nó lẹ lắm. Mình không có vũa nhiều, tại vì mình đã vũa trước rồi anh chị em. Cho anh chị em nên cố gắng vũa làm sao khi mình đắp bột mình phải vũa trước. Cái gì cũng vậy, mình làm cái gì mà nó đơn giản, nó nhẹ nhàng thì mình làm trước. Mình đừng có làm sau, tại vì mình đắp bột vô đây mình vũa sau nó dày quá, mình vũa nó cực. Cho nên anh chị em vào nghề đó là mình phải tìm tòi những cái gì mà nó đơn giản, mà nó lẹ làng cho mình dễ làm, để mình học hỏi cái đó.
Tại vì anh chị em mà đi ngược cái này á, nó sẽ cực cho mình, chứ không có vấn đề gì hết á. Thứ nhất nữa là sao, nó nhiều bột quá, mình dũa nó không đều, cái độ đều của nó không có. Tại vì mình dũa nhiều quá mình mệt. Nhiều khi có nhiều người mà đắp bột lên đây á, dũa xong rồi cái mệt quá nó thôi kệ cha nó luôn đi, nó không đều kệ cha nó luôn đi. Đó, nó vậy đó, cho nên nó nhiều khi mình phải tìm tòi những cái gì mà nó đơn giản mà nó dễ làm cho mình, thu ngắn thời gian để mình làm ha. Anh làm xấu thấy mẹ luôn em, đâu có đẹp đâu em vô đây làm chi? Đó, thêm bị bùi. Làm xấu mà chết mẹ luôn ha. Mẹ em đang chết thấy em. Thôi em về coi lỗi coi chừng mẹ em đi em ha. Chán ghê vậy. Xấu vô đây làm chi em. Ok. Đó, bây giờ mình cứ dũa hai bên này cho nó gom vô thôi, không có gì hết. Trời ơi, đúng là người Việt Nam mà. Ta nói đúng á. Không có cái gì mà nó hoàn hảo được hết ha. Ta nói đúng. Thôi kệ nó đi. Giờ mình giảm xuống chút đi cho dễ thấy, chứ nó to quá không thấy rõ. Nãy mình đưa lên thấy rõ để cho thấy cái màu thôi. Ok. Thêm mì bùi. Đây, nãy mình dăm nó lên nó bự quá đó, cái mình không có thấy rõ. Giờ mình giảm lại ha, mình giảm lại cho nó rõ. Cái đó không phải là anh chửi người Việt Nam em. Cái đó là không phải là anh chửi người Việt Nam, mà anh đang nói người Việt Nam mình sống trên đất nước của cái người Việt Nam, với người Việt Nam chung với nhau. Đáng lẽ là mình phải ủng hộ người Việt Nam. Mình đi nói xấu người Việt Nam mình có nghĩa là mình đang khinh tự chà đạp mình, đúng không? Anh nói đúng không? Tự mình đang chà đạp người mình chứ ai. Chứ người Mỹ họ vô họ chê mình là chuyện bình thường, tại vì người ta ganh tị. Còn mình là cùng một, người ta nói là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tại sao hồi ở Việt Nam mình có học điều đó mà? Là ý nói làm sao? Thấy không? Ý nói làm sao? Dù mình không phải là một loài giống khác nhau nhưng mình vẫn yêu thương nhau. Tại sao mình là một loài, một cùng chung một loài giống mà lại đi nói xấu nhau? Đúng không? Mấy em chắc không hiểu được. Nếu mà thật sự ra tình yêu nói tới đây không phải là tình yêu nói để mà dạy đời ai, nhưng mà mình làm cái gì cũng vậy. Trước khi mình bước vô mình coi của người nào đó, mình cảm thấy không thích thì mình đi ra, không cần phải vô đây chê khen gì hết. Anh cũng chẳng kê khen mà cũng chẳng có mập béo gì cho anh đâu. Đây là anh làm, anh cầu chia sẻ cho những người cần thiết. Ok, cho những người cần thiết. Tại vì anh quan trọng là đối với anh, cái nghề của anh rất quan trọng. Tại vì nó nuôi sống hàng ngày của anh, nó nuôi sống gia đình anh và nó nuôi sống bản thân anh. Đó, có thể là giúp những người khác nữa. Cho nên anh muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm này cho những cái người khác để người ta cần thiết. Còn những người nào mà cảm thấy xấu thì đi ra, đâu có cần gì đâu, thấy không? Đâu cần phải nói là xấu, chết mẹ, chết cha vậy đây. Ok. Con người mình có lịch sự, phải có chữ lễ nghĩa đi đầu. Đi hồi xưa mình ở Việt Nam, ở trên trường nói làm sao? Tiên học lễ, hậu học văn, cái câu chà bá đứng ở trước cửa đó. Nhưng mà người Việt Nam mình đâu có thấy câu đó đâu. Mà thậm chí cũng chưa biết cái câu đó là ý nghĩa như thế nào nữa. Thật sự luôn, đi tới cả sách cặp tới trường chứ chưa biết cái chữ nghĩa nó là làm sao nữa, chưa biết cái hiểu cái từ đó làm sao nữa. Chứ đừng có nói là cho nên anh không có trách người, cho không có nên trách người ta, cho nên anh chỉ khuyên thôi. Anh chỉ nói thôi, anh khuyên thôi. Ok, nếu anh chị em nào muốn đi vô đi coi, đây anh đâu phải là trả tiền cho anh đâu mà nói nặng nói nhẹ anh, đúng không? Nếu mà cảm thấy nói nặng nói nhẹ anh có thể anh nói lại. Ok. Tại vì sao? Cái gì nó cũng vậy thôi. Con người ta nói hiền quá cũng không được. Nhưng mà anh muốn làm ở đây là cho những người cần thiết.
người ta vô người ta coi, người ta học, chứ không phải là cho những người không cần thiết vô đây để phá đối. Ok, không phải là kệ, mình phải nói, mình phải nói cho nó biết là nó đang ở cái chỗ nào, chứ không phải là muốn vô đâu muốn nói gì thì nói. Ok, mình là người Việt Nam, người Việt Nam cũng đâu phải là người Việt Nam là xấu đâu, đâu ai cũng phải vậy đâu, người Mỹ cũng có người xấu vậy, nhưng mà người ta xấu là chuyện của người ta, nhưng mà mình là người chung một cái ngôn ngữ, một cái có nghĩa là nói chung là giống như là gọi là mình nói giống như là anh em vậy. Tại sao không yêu thương lẫn nhau, không giúp đỡ cho nhau, không dùng một cái lời nói khó dễ nghe để lọt lỗ tai, đúng không? Đó là cái cách tình yêu muốn nói thôi. Còn ví dụ như lên đây á, lên đây tình yêu cũng đâu có được tiền được bạc gì đâu, nói chung vậy thôi. Nhưng mà mình muốn làm, nói thật sự ra mình cũng muốn câu like đi cũng được, câu like hay là mình muốn làm nổi bật mình cũng được, kệ ai cảm ai cũng nghĩ sao nghĩ. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ lúc nào mình cũng nghĩ làm cái này có nhiều anh em cần thiết lắm. Tại vì cái này nó nuôi sống cho cái dân tộc của mình rất là nhiều. Cho nên tình yêu muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm này lại cho những người cần thiết. Đó là tình yêu nói rất là rõ. Muốn chia sẻ là những cái kinh nghiệm cho những người cần thiết. Anh tình yêu cho em hỏi, cái đầu giữa dưới móng anh mua ở đâu? Ồ, cái này là anh có bán em, anh có bán. Ok, anh có bán một cặp như vậy đó, là một cái đầu phá và một cái đầu này là 50 đồng. Cho nên á, anh vẫn thường nói hoài, thật sự ra nghề không có xấu, nhưng mà chỉ có người mới xấu thôi, chứ nghề không có xấu, không có nghề nào mà xấu. Người ta nói nghề làm neo xấu, làm neo làm gì đâu xấu, đâu ăn cướp ăn giật ai đâu, ăn xin ai đâu mà xấu, đúng không? Chỉ có là những người làm vô đây làm nghề neo là thấy nghề neo nó dễ quá rồi, cái đâm ra có những cái mà nó xấu là tại vì sao, một hai cái thên hay là vô đây là ganh tị lẫn nhau thì nó xấu thôi, chứ còn cái nghề này nó đâu có xấu. Cái nghề này nó đâu ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà xấu. Cái nghề này mà nhờ cái nghề này mà có nhiều người chơi đồ hiệu nè, đi xe đẹp, ở nhà đẹp đó em, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên người ta có nói là cái nghề này xấu, cái nghề này làm gì đâu xấu, anh nghĩ đâu có gì đâu xấu. Anh là đàn ông anh cảm thấy xấu, với đàn bà sao lại nói xấu, chỉ có con người xấu thôi đó. Cho nên cái nghề nào nó cũng là nghề cao cả đó. Nghề này đâu phải nghề đi móc túi đâu, hay đi ăn giật cướp bóc của ai đâu mà giết của giết ai đâu mà xấu. Bởi vì hôm nay sẵn dịp có người nói, anh nói luôn đó, lâu lâu mình cũng phải có cơn, chứ để cứ để dịu dàng hoài nó cũng không có hâm nóng, đúng không? Nó cũng không có hâm nóng đó. Cho nên lâu lâu nó cũng phải có nổi lửa chút. Cho nên anh chị em nào mà coi cái like này có gì thì đụng chạm thì thông cảm nha. Ok, cái gì nhiều khi người ta nói lời thật thì chỏi tai, nhưng mà lời thật lúc nào cũng là lời thật. Người ta nói là lời nói chẳng mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trời ơi, nhưng mà câu nói đó chỉ là nói thôi, chứ còn mà thật sự ra nói thì ai nói không được, nhưng mà làm nó mới khó. Đâu phải là người nào người thợ neo nào cũng có không có ăn học đâu, đâu phải là không hiểu biết đâu. Người nào cũng có thể là con người có hiểu biết hay không mà phải dùng cái đầu đó, phải dùng cái đầu trước khi mình đi ra đường, mình phải gắn cái não vô, rồi về nhà tối đó, mình ngủ mình linh cái não mình đi, rồi xong mình gắn cái não mình sau khi mình đi ra đường, chứ không thôi có ngày bị chúng đánh chết đó. Cho nên mình nói là nói đụng chạm ai thì người đó chịu, nhưng mà cái người nào mà đụng chạm là những người đó nhột rồi. Tại vì sao? Những người đó người ta sống người ta không có biết cái này, người ta đâu có đụng chạm mình đâu, người ta đâu có đụng chạm đâu mà chửi cha chửi mẹ, đúng không? Thôi rồi, nói nhiều đó đủ rồi, anh em lên làm like coi like cho vui. Vui thì chủ yếu là vui, nhưng mình cũng phải nói cho những cái đó cho anh em hiểu, là cho những người khác người ta vô đây người ta quậy quá chịu không nổi nó chơi. Ok, cái đầu dũa này nó không có bị đứt tay, nãy cái tình yêu dũa cái loại nói quên lo dũa. Cái đầu dũa này nó vừa clean ở trên,
nó clean ở dưới mà nó chạy được cái trong kia đi cò luôn, nó không có bị đứt tay nha. Nên mình làm lại cho coi. You ok? Ok, thank you. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đầu dũa này mình mở máy lớn lên, mình chạy ở trong này nó không bị đứt tay. Tại vì sao? Nó đụng vô trong da nó không có bị đứt tay. Hiểu không? Nó đụng vô trong da nó không đứt tay mà mình dũa được cái kia đi cò luôn nè. Đó, mình kĩa được cái cuticle trong cái bột này nó văng ở trong. Anh chị em sợ dũa nó không có sát á, mình dùng cái này mình dũa, ok. Trước khi mình dũa cái này xong, mình dũa lại cái đầu mịn nó rất là đẹp, nó rất là đẹp, tại vì nó sát vô trong. Đơn giản là vậy thôi. Đầu dũa này gọi là cái thôi thì cái này là cái clean da, theo như tiếng Việt mình gọi cái này, anh gọi là cái thôi thì cái này là đầu nhọn. Để nó có cái blue band đó nè, cái blue band Tình Yêu có bán một cặp như vậy là 50 đồng. Vừa cái đầu dũa này là dũa phá bột, để mình phá xuống mình làm bộ nail khác. Rồi cái này là cái clean ở trên chạy ở cuticle và clean ở dưới luôn. Ok. Còn cái đầu dũa này, còn cái đầu dũa này nè, là cái đầu dũa ceramic, có nghĩa là nó bằng gốm. Nó bằng gốm, nó cũng không đứt tay luôn. Okay. Nó đụng vô tay nó cũng không đứt tay luôn. Nhưng mà mình phải dũa như vậy là tại vì sợ thôi. Anh chị em sợ thì mình bán những cái đầu dũa này đó, nó làm cho tốt cái tay của khách hàng. Cho nên mình muốn bán cái đầu dũa này để cho những người xài, người ta bảo đảm cho khách hàng thôi. Anh ơi, nói chuyện. Anh ở nước nào? Anh đang ở Mỹ em. Anh đang ở Texas, ở bên USA. Tiếng Mỹ nó gọi là America đó. Còn người Việt Nam mình gọi là Mỹ ha, Mỹ đó. Ở Việt Nam mình cũng có Mỹ nhưng mà Mỹ Tho. Ở Việt Nam mình cũng có bên có Đức nữa, Đức No, Đức Nông á, Đức Nôm á. Hello Lê Đức Hưng, hello. Đó, nhớ không, mình dũa nè, thấy không, mình dũa nhẹ nhàng lắm, mình đừng có đè cái đầu dũa nha, mình đừng có đè, thấy Tình Yêu dũa không, không có đè đầu dũa nha. Tại vì sao, mình chạy ở trong nó sạch rồi, mình đâu cần phải đè đầu dũa chi, nhớ không. Đừng có đè cái đầu dũa này để cho nó chạy tự nhiên, mở máy lên, lớn lên, số 4 hoặc số 5. Kế mình chạy từ bên đây mình chạy qua luôn, đó, mình chạy lẹ, tay của mình phải lẹ, dùng bằng cái cổ tay lắc qua lắc lại. Ok, dùng cái cổ tay lắc qua lắc lại. Đó, mình chạy rồi mình dũa luôn cái đầu dũa ở dưới nè, cho nó nhìn nó natural. Ok, nhớ không? Thấy không, khi mình làm xong nó rất là mỏng nha, nó rất là mỏng, nó mỏng chứ nó không có dày nha anh chị em, nó mỏng thôi chứ nó không có dày. Ở bên đây là 6 giờ rưỡi em. Hola, como está mami? Hola, Mexico. How are you? Chúc nhiều. Bên đó mở cửa đến mấy giờ? Anh mở cửa tới 7 giờ là đóng cửa rồi em. 9 giờ sáng tới 7 giờ tối. Anh mở cửa một ngày 10 tiếng. Nhưng mà cuối tuần thứ bảy á, thứ bảy thì anh đóng cửa 6 giờ, anh không có đóng cửa trễ mà đóng cửa trễ sớm để về còn đi chơi, đi ăn đi uống. Thứ bảy là anh đóng cửa sớm nha. Nãy giờ mình nói gì ngoài vấn đề nhiều quá. Nhớ nè anh chị em, nhớ dùng cái đầu dũa này á, nó không có đứt tay cho nên anh chị em cứ chạy, nhưng mà nhớ là đừng bao giờ đè cái đầu dũa, đừng bao giờ mình đè cái đầu dũa nha. Nhớ nha, nhớ là bây giờ mình đè cái đầu dũa, mình để cho nó chạy tự nhiên thôi. Ok. Cái gì?
Ai nói gì vậy? Yeah, muy bonita, mami. Es muy bonita, es me gusta. Me gusta la uña. Okay. When can I order the machine? Oh, you have to go to the website Amazon and eBay something. They sell for this one. They sell this one in the mini roll for the KP55. Nhớ thấy không, tình yêu giữa không có đè, nhớ đừng có đè nha, đừng có đè, banh nó ra thôi, banh ra đút vô, banh ra đút vô. Nhớ banh bên đây nè, đừng có để cho nó dính vô trong da người ta nè, nó không có cắt đứt. Đó, vậy thôi, nói chung là những cái gì mình làm á, mình làm á là mình phải nắm chọn những cái đơn giản, những cái nhỏ này nè. Để làm chi? Để mình làm cho nó đừng có đụng tay của khách, đừng có cắt tay khách nha. Ok. Thấy không? Thấy tình yêu giữa không? Tình yêu khi mà tình yêu muốn làm này, tình yêu phải banh nó ra, banh nó da nó ra cho nó nằm xuống. Nó đừng có đứt cái tay của người ta. Đó, qua bên đây tình yêu cũng phải banh ra, đó banh cái da người ta ra người ta mới giũa sát được. Thì nó mới sạch được, nó sạch được cái móng tay cho nó đẹp. Ok, cho nên mình làm cái gì cũng vậy. Mình làm cái gì cũng phải có cái làm cái nghề này lâu năm thì nó sẽ có kinh nghiệm cho mình, để mình tiếp xử với khách hàng. Cho nên á, mình phải làm, có những cái người ra đi trước thì mình mới vào nghề đó, thì mình cần phải có kinh nghiệm và những cái kỹ thuật để cho cái tay nghề mình nó càng ngày nó càng cao. Thì thật sự ra những cái này nó rất là hữu ích cho những người vào nghề. Cái nghề này mình biết quý trọng nghề thì mình cần phải học hỏi, đúng không? Cái gì cũng vậy, cái nghề này nó nuôi mình mà, nó đâu có làm phi đâu mà sợ. Cái này mình sống bằng cái nghề nail thì đương nhiên mình phải chú trọng vào cái nghề nail của mình, để mình nâng cấp cái tay nghề mình lên, mình làm cho tốt. Thứ nhất là khách hàng không có complain mình. Thứ hai nữa là người chủ họ thích, là mình biết làm nghề tốt thì chủ sẽ thích mình thôi. Còn mình làm không nghề không tốt thì người ta coi thường mình là chuyện bình thường. Không, ở đời này ở đâu phải riêng như người nào, người nào cũng vậy thôi. Mình cái gì tốt người ta cần mình, người mình không tốt người ta đâu có cần mình đâu. Đó là vậy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là anh chị em phải có mới vào nghề đó là phải chịu khó chịu cực để mình học hỏi những cái này. Thật sự ra mình không có điều kiện mình đi học lớp thì mình học trên mạng. Mình học trên mạng, đúng không? Mình học trên mạng đâu có tốn tiền đâu. Ok. Cho nên anh chị em phải cố gắng có những cái này nó đơn giản lắm, mình thấy không? Thấy tình yêu giữa không? Nó rất là nhẹ nhàng, nó không có mạnh bạo, không có đè. Thôi cái đầu dũa này mình không có đè, tại vì mình chạy máy lớn đó, mình dũa nó đã ăn bột rồi, không cần phải đè. Ok, cho nên mình không cần phải đè cái đầu dũa xuống. Mình đè cái đầu dũa xuống nó ăn bột nhiều lắm, mà nó sẽ bị không có láng nữa, tại vì mình đang cần cho nó láng. Ok. Ok, xong. Anh ơi làm bao nhiêu vậy anh, là sao, bao nhiêu tiền á? Một bộ này feel là 35 đồng em ơi. Feel là 35 đồng mà làm hai màu như vậy là 40 đồng. Đó là feel làm lại màu khác á. Ok. Thank you Minh Trần, thank you nha.
Thật sự người ta nói nhiều khi cái lời nói nó quan trọng hơn tiền bạc nữa. Ok, cho nên nhiều khi mình vô mình cũng hay giỡn giỡn với mấy anh em ở trên mạng lắm. Mình cũng hay nói giỡn nói này nói kia, nhưng mà không bao giờ mình lúc nào mình giỡn thì giỡn, tại vì mình biết cái người đó thôi. Chứ còn vấn đề mình phải tôn trọng tế nhị người ta, để cho khi người ta làm like cho mình coi đó. Mình không có nói những người khác, mà mình đang nói những người nào có những cái tánh đó thì nên bỏ đi đó. Mình vô coi like người ta, mình cảm mình không thích thì mình đi ra vậy thôi, đâu có gì khó đâu, đâu có ai cấm cản mình phải làm những cái điều đó đâu, đúng không? Dùng một lời nói thôi là để gây lên cái tinh thần cho người ta có những cái hứng thú, có những cái niềm vui, người ta cảm thấy người ta thích thì người ta sẽ làm like tiếp cho những người cần thiết. Còn những người đó thì đương nhiên sau khi tình yêu ấy xong mà tình yêu sẽ lót, chắc chắn là sẽ lót những người đó rồi. Nhưng mà mình nói đó là nói chung là mình phải nói, chứ không phải là không nói không được. Cái này gọi là ombre em, ombre hai màu. Tí xíu anh bỏ keo lên em sẽ thấy nó ra hai màu em, màu đỏ và màu cam cam cam. Tí xíu nữa nó ra mới thấy được em. Bây giờ nó có bụi trên đây nó em không thấy đâu. Tí xíu nữa có màu, cái này anh sẽ bỏ keo lên em mới thấy được nó ra hai màu nha. Cái này gọi là cái này là ombre. Thật sự ra mình thấy nó vậy cho nó hai màu á. Tí xíu nó ra hai màu bây giờ. Hello Anne. Hello Tony. Ok, go wash your hand. Không, cái đây không phải là mình nói cho đúng hay cho sai. Tại sự con người á, con người của mình là mình nghĩ đúng hay nghĩ sai thôi. Cái thật sự ra trước khi mình nói mình phải nghĩ, đúng không? Mình phải nghĩ trước rồi mình mới nói sau. Thường thường là nó vậy. Mà từ cái lúc mình nghĩ tới cái chuyện mình nói là đã mất ba đi ba cái đó mình kêu bằng ba sao là cái bẩn gì mình không hiểu đó. Nó tới cái mà tại sao cứ nói xấu người ta chi vậy? Vui lắm hả, mập lắm hả? Ok, giờ mình gắn hột xoàn. Ok, mình sẽ gắn hột xoàn giống như mình nói vậy. Gắn hột xoàn thì dụ như cái hột nhỏ hột lớn đó, mình lấy mình gắn. Thí dụ mình gắn hột số 10 đi, đây là số 10, mình đổ ra. Ok, mình gắn hai ngón thôi chứ không có gắn nhiều đó, mình gắn cho nó đẹp đó. Rồi mình gắn số nhỏ. Ok, ok. Bây giờ mình gắn hộp xoàn ha. Mình gắn hộp xoàn thì mình có cái Judy gel and cái top together. Cái này 15 đồng, cái này 20 đồng, nó đi chung với nhau. Ok, nó đi chung với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái chất giống như chất keo vậy, để nó dính cái hộp xoàn rất là chắc. Ok, cho nên mình dùng cái này thì mình phải đắp cái treo này nó hơi dày một chút để giữ cái hộp xoàn lại. Ok, looking. Giờ mình bỏ lên đây đó, nhớ. Ok, đè nó lên cho nó sát, cho nó dày. Anh thấy không, thấy rõ không? Mình dâm ra chút cho nó thấy rõ, đó là màu đỏ và màu ron nha. Okay, thấy màu đỏ với màu ron không? Thấy không? Thấy rõ không? Nè. Thấy hai màu không? Thấy hai màu khác biệt không? Đó, mình bỏ cái top lên. Bỏ cái top lên ha. Mình bỏ cái top chung với lại cái Judy gel một lúc. Ok. Đó. Mình bỏ lên xong rồi mình làm cái gì?
mình nhớ mình quét hai bên đây cho nó đừng có dư cái treo, là sao mình chùi vô quần đó, mình chùi vô áo vô quần gì cũng được. Rồi mình dùng một cái hộp lớn mình đè nó xuống, ok, mình đè nó xuống nè đó. Rồi mình dùng cái hộp nhỏ bên đây, một cái hộp nhỏ bên đây mình làm đó. Rồi mình dùng cái hộp nhỏ nữa, cái nhỏ đây nữa đó. Rồi mình dùng cái hộp nhỏ bên đây nữa đó. Ok, là nó ra được 3 loại hộp xoàn mà nó rất là đẹp, đơn giản thôi. See, everybody see the, look at that. Pretty, put in baby. Em muốn mua em gọi số điện thoại 832-832-216, 832-216-7717 nha. Cái này là của hãng Mitsu nha em. Ok, 832-216-7717. Đó, nhớ mình làm cho nó đặc đặc một chút, cho nó dày một chút, nhớ không? Cho nó dày một chút để cho nó giữ lại cái treo, nó có chất treo này nè, nó dày nè, nó giữ cái hộp xoàn lâu lắm, nó cứng ngắc luôn á. Nhưng mà nhớ nha, chùi cái xếp này vô nè, đừng có cho nó mắc cái xếp nha. Nhớ lúc nào cũng vậy nha, xong bỏ cái top lên liền, bỏ chung cái top lên. Bỏ chung cái top lên một lúc nè, đó, bỏ chung cái top lên một lúc nhẹ thôi, cái tay của mình sơn nhẹ thôi. Đó, sơn nhẹ thôi. Xong rồi, đó, mình chùi cho nó lại một lần nữa cho nó đẹp. Xong mình bỏ cái hộp xoàn nè, bỏ hộp xoàn lớn lên. Ok. Ok. Ok, bỏ lên. Chỉnh lại cho nó ngay nè, chỉnh lại cho nó ngay nè. Đó, xong mình bỏ thêm một hộp nữa nhỏ đây. Ok. Mình bỏ một hộp nhỏ bên đây. Đó, để mình che cái lần này nè, đó mình che cái cuticle nè, nó đẹp nè, thấy không? Thấy nó đẹp không? Ừ, bỏ vô. Cái sau khi nó khô nó bóng là mình không có đụng đậy gì trong đây nữa hết. Nó vậy là xong luôn rồi đó. Như vậy là nó xong luôn, không có đụng đậy gì trong đây hết. Nhớ không? Cái rồi mình làm ở đây, ngón bên đây. Hai ngón thôi. Đừng có nhiều. Cái tại vì mấy người Mỹ trắng á, người ta không có thích nhiều hộp xoàn bự đâu, người ta xích cái hộp nhỏ thôi à, người ta không thích cái hộp bự. Mấy người Mỹ trắng á, nó khác cái người Mỹ đen thì họ lại thích màu mè nhiều hơn, cho nên mình dùng cái hộp nhỏ là nó đẹp nhất. Cái hộp lớn quá người ta không có thích, người ta lộm cộm người ta làm người ta không có thích, cho nên cái người Mỹ trắng người ta thích cái hộp nhỏ thôi à. Thích cái hộp của Á Châu á, nói chung là vậy. Đừng nghĩ bậy nha, đừng nghĩ bậy nha. Nghĩ bậy là té ghế đáng chịu á. Nghĩ bậy là té ghế đáng chịu rồi nha. Nghĩ bậy là hả, cười té ghế. Ok, see. It's pretty now. Look at that. Nhỏ mà có vỏ. Nhỏ mà có vỏ mới ghê chứ. Chứ không phải lùng lùng ha. Chứ không phải lùng lùng mà phụ tùng đầy đủ à. Hả? Chứ không phải lùng mà phụ tùng đầy đủ à. Còn cao cao phụ tùng tào lao. Đúng không? Lùng phụ tùng đầy đủ mà cao cao là phụ tùng tào lao đó nha. Anh có biết xài loại top nào mà sơn xong không cần chùi alcohol? À, có loại này em chùi, em dùng cái loại của anh này, em top này không trùng alcohol nè em, cái này đâu có dùng có alcohol đâu, em đâu có dùng alcohol đâu em. 40-45 because of the powder. It's muy bonita mami. See, bỏ top lên chưa, nhớ tào lao bí đao quên cha chết luôn á, nhớ bỏ lên cho nó chắc.
Do one more time, baby. One more time. He does a really good job. Okay, nhớ bỏ lên. I've been here since 5. Not too long. Not too long. Not long, but 30 minutes, 35 minutes. Because I do live, I take a long time. Yeah, he's teaching. So. Yeah. When he's not doing that, it's faster. Do very faster. But he's teaching. I teach them on the online. That's why it take a long time if somebody understand. Mm-hmm. See? Okay. Put in. Okay, right here, do one from một hộp thôi nha. Không có nhiều nha. Một hộp thôi. Okay, one here. Đó. Okay. Bỏ một hộp thôi. Ok. Chùi bỏ cái top lên, nhớ lúc nào bỏ cái top lên nha. Ok. Bên đây. Đó, nhớ chùi cho nó sạch hai bên góc nè. Xong rồi bỏ hộp sòn nhỏ lên lên. Okay, put in. See, that's why it's so beautiful, diamond and ombre. You wanna turn on the music on? Okay, chưa đây. Thường da tây là để vợ làm, chị ơi. Trời ơi, đừng nói tay tôi xấu nữa nha. Khổ ghê vậy á. Cái tay tôi xấu, tay tôi hy sinh kiếm tiền mà đẹp làm chi. À, cái hiệu này hiệu Mitsu em. Cái hãng này hiệu hãng Mitsu của... Cái gel top này của Mitsu em, nó gắn hộp xoàn luôn á. Chắc cực kỳ nha em. Để vô là nó dính luôn á. Ok. One more, the thumb, that's it, done. Đó, nhớ là mình chùi cái để cái hộp cái chỗ này nó dày nè. Đó, mình chùi cái này xuống cho nó lỏng thôi, cho nó mỏng thôi. Đó. Cho nó mỏng nè, mỏng ngoài này thôi, rồi mình bỏ cái gel lên là xong. Okay, mình bỏ cái treo lên nè, đó là nó hộp sòn nó hai cái nó ấy lại, nó dính cứng ngắc mà nó bóng luôn, khỏi chằng chùi alcohol nữa, xong rồi. Đó. Một hộp. That's it. Take it out. Put it. Take it out. Take it out. After you do one more time. That's done. Right? Mm-hmm. It's so pretty. You like it? Mm-hmm. Okay. Đó, thấy không? Đơn giản lắm, kiếm tiền lẹ nữa. Gắn hộp xoàn vô lẹ, dễ kiếm tiền. Ok. Chứ giờ mình làm, mình vẽ đồ, mình không có biết vẽ, vẽ lâu lắm. Mình gắn hộp xoàn là lẹ nhất, dễ kiếm tiền nhất. Ok. Anh ơi, vợ anh đâu sao không vô. Cái gì nói gì mà không hiểu gì hết vậy? Vợ anh vô làm gì em? Vợ anh vô làm gì? Đó, vợ anh nãy mới vô đó em. Ok, xong. Look at that. Everybody see that. Giờ mình dẹp đi, mình dẹp mấy cái này nha. Ok, dẹp. Okay. Nhớ mình mua cái treo này về mình gắn á, khi mình gắn á, mình gắn xong rồi mình đậy lại, mình đừng có để nó sát, để nó hở ra, để cho nó đừng có ấy nha, nhớ nha.
Rồi hột sò mình bỏ vô lại, sai nào bỏ sai đó. Ok. Is that from the brush? Hmm? See, right there in the middle. This one, this finger on that end, on the nail. You see it? The hair. Your hair. That's not my hair. It's your hair. No, it's not. Oh my goodness. Okay. Ok. Giờ này là bên đó mấy giờ? Bên đây mới có 7 giờ sáng, 7 giờ chiều thôi. Bên đây còn sớm mà. Ok, do one more time this one, ok? Mm-hmm. I have to do the oil for you. And turn on music, ok? Mm-hmm. What the music? For the... Em muốn anh sống sao?